Để thêm vào bộ sưu tập cho các bác lựa chọn thì hôm nay đồng hồ cổ Giang Hằng em xin được giới thiệu tới toàn thể các bác chiếc đồng hồ Di Dung Han 8 gông 8 búa chơi bản nhạc Westminster. Và chiếc đồng hồ Di Dung Han này thì được bên em nhập zin nguyên bản nguyên chiếc các bác nhé. Với một dáng thùng dài rất là đẹp và sang, và bên dưới của nó là kính rào mảnh vắt cạnh, điểm nhấn là tay nắm, với bộ mặt trung tâm còn đẹp tới 95% các bác ạ. Và chiếc đồng hồ Di Dung Han này thì được bên em lau dầu cân chỉnh rất là ổn định rồi các bác nhé. Và em sẽ soi gần cho các bác cùng ngắm nhìn cho em một chiếc đồng hồ Di Dung Han mà em còn giữ nguyên bản nguyên vẹn chưa có sập ba. Em sẽ soi chi tiết vào bên trong cho các bác cùng ngắm nhìn cho em một chiếc thùng Di Dung Han còn đẹp nguyên bản đây. Và cái thương hiệu logo của nó còn bên trong còn đầy đủ phụ kiện các bác nhé. Và còn cả những dây ngắt chuông đêm đây các bác này. Và các bác cùng ngắm nhìn cho em bộ mặt tới mấy chục năm rồi mà nó còn giữ được vẻ đẹp nguyên bản nguyên vẹn như này. Và quả lắc inox bóng loáng đây các bác nhé. Và điểm đặc biệt nhất là chiếc Di Dung Han này còn nguyên giấy tờ các bác nhé. Và em xem ký hiệu thì là mùng 10 tháng 5 năm 1978 các bác ạ. Chiếc đồng hồ Di Dung Han này được nhập zin nguyên bản nguyên chiếc và còn rất là đẹp và sang các bác ạ. Và bây giờ em mời các bác cùng em nghe cái bản nhạc Westminster. Với chiếc đồng hồ Di Dung Han với bộ gông hoa thị gông trùng 52 thì chất âm của nó quá là hay các bác ạ. Và bên em đã lau dầu căn chỉnh hoạt động rất là ổn định rồi. Và với chiều cao kích thước của chiếc thùng này là 70 và chiều rộng là 37 các bác nhé. Và các bác quan tâm thì có thể liên hệ cho em qua số máy 0355 005 943 và cũng là số Zalo bên em. Và địa chỉ bên em là thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định các bác nhé. Và đến đây em xin kết thúc video này. Hẹn gặp lại các bác.